Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình tên là Duyên. Hôm nay Duyên sẽ unbox cái The Thermomix TM6. Và đây là chiếc máy hôm qua họ mới đưa đến cho Duyên. Đây là chiếc máy và kèm theo họ cho Duyên món quà, một cuốn sách và hai cái dĩa đựng. Và đây là cái giỏ để cho Duyên mang đi theo cho nó tiện. Và cái này nó không có cộng chung với chiếc máy mà Duyên phải mua riêng. Và Duyên sẽ unbox cùng với mọi người nhé, xem coi chiếc máy này nó có những thứ gì ha. Bây giờ Duyên sẽ đi qua cái những đồ dụng cụ của nó có trong cái này ha. Thì đây là cái món quà họ cho Duyên, thì đây là cái cuốn cookbook họ tặng, và đây là hai cái tô nhỏ thì phải, thì nó là hai cái tô nhỏ đựng nhiều cho mình, rất là dễ thương luôn, xinh xinh không mọi người. Tháo ra hết hai cái này luôn nhé. Và Duyên mở cái em này luôn. Cái này là cái gì đây? Ok, đây là cái measure cup. Cái measure cup này nó có ở trong là 50ml và 100ml. Nếu mà mình muốn đong lượng nước đổ vô trong này thì mình cũng có cái này cũng dễ dàng cho mình. Và cái này đồng thời cũng là cái nắp đậy luôn. Cái nắp đậy của cái máy thì mình chỉ cần để nó trên này thôi, thì nó giúp cho khi mình nấu nó không có bị thoát hơi ra ngoài, hoặc là nó không có văng tung tóe. Thì cái đây là cái mà của nó. Ok, và Duyên sẽ show cho mọi người cái chiếc bình của nó nhé. Bình thì nó có cái rổ. Cái rổ này thì hầu như Duyên biết là cái rổ để cho mình nấu cơm nè, hoặc là mình hấp, hoặc mình muốn luộc những mấy cái củ quả trong này thì mình cũng có thể là bỏ vô đây luôn. Và đây là chiếc bình. Để Duyên tháo ra. Thì chiếc bình này ở trong chính giữa của nó có cái con dao. Mọi người thấy không? Thì cái con dao này nó sẽ giúp cho mọi người nấu. Nó có hai cái chức năng. Một là chức năng xay nhuyễn hoặc là cắt đồ ăn. Và thêm nữa là nó sẽ trộn, giống như là khi mà mình nấu thì để cho nó đừng có bị cháy ở dưới đít nồi á, thì cái nó sẽ quay, cái trục nó sẽ quay, thì nó sẽ mix đồ ăn, nó sẽ không có cho đồ ăn nó bị cháy và và mọi người có thể nấu. Cool, I like it. Duyên rất là thích luôn đấy. Ok, bây giờ Duyên bỏ lại nhé. Và tiếp theo đó là để Duyên coi. Đây là cái chảo. Cái này đây là cái thực ra nó là cái dĩa hấp. Cái dĩa hấp đó mọi người. Thì cái dĩa hấp này nó có hai cái. Một cái là mình có thể hấp thịt nè, hấp gà, nguyên một con gà nó cũng chứa được luôn á. Thì cái đây và cái này là cái dĩa hấp. Thì mình theo như được biết thì cái này á, mình có thể là vừa hấp gà này nè, thịt đây, và mình cũng có thể hấp cái rau củ quả trên này. Và mình đây là cái nắp đậy của nó, thì mình chỉ đậy thôi. Thì mình sẽ đặt nó lên trên này và mình bỏ nước vô khoảng 300ml hay là 500ml tùy theo cái thời gian mình muốn nấu. Thì mình bỏ trên này thì nó sẽ cái hơi nước và hơi nóng của nước nó lên đây và nó sẽ hấp đồ cho mình rất là chín luôn. Và còn đây là cái gì đây? Đây là cái thêm cái nữa là cái nắp đậy để khi mà mình muốn nấu cái gì mà mình bỏ nắp á, thì để cho đừng có văng tung tóe đó, thì mình có thể bỏ cái này lên dậy để cho nó đừng có văng nữa. Ok, và coi cái này. Thêm nữa đây là cái cây trộn. Cái cây trộn này nó được thiết kế rất là tinh vi luôn đó mọi người. Mọi người để ý nha, khi mà Duyên để xuống bàn thì nó cái đầu trên đầu này nó không có đụng ở dưới bàn, cho nên mình không có sợ là nó đụng hay cái gì đó, nó vẫn còn sạch, cho nên mình cũng còn thấy giống như là mình thay dùng, cho nên rất là smart. Và nó cũng là cái mà mình để cho mình lấy cái rổ ra cho đừng có bị phỏng á. Thì ở đây ở đằng sau của nó có cái
hút ở đây nè mọi người, và mình chỉ cần ấy nó vô thôi và mình đem cái rổ ra rất là dễ dàng và không sợ bị nóng. Và bạn, các bạn có thấy là ở đây nó có cái độ chậm không, thì nó giúp cho mình bỏ vô đây mình trộn mà mình không có phạm tới con dao nó không có đụng tới cái cây trộn này, cho nên rất là tiện luôn. Duyên rất là hứng thú khi không biết là cái máy này Duyên dùng sắp tới đây sẽ là nó như thế nào nhé. Và đây là cái đồ đánh bông kem. Thì cái cục trụ này mình sẽ bỏ nó ở vô trong chỗ này. Mình sẽ bỏ nó vô trong này nè các bạn thấy không? Mình bỏ vô đây và mình để xuống dưới đây, và mình chỉ có cái trục này hình như là mình chỉ có đánh tơi những cái gì mà nó nhẹ nhẹ thôi. Thì theo Duyên được biết thì là mình có thể đánh lòng trắng trứng nè, mình có thể đánh kem tươi. Nói chung là cái máy này rất là tiện lợi luôn. Nó có công dụng á, có thể thay thế cho những cái dụng cụ nhà bếp của mình á, giống như là máy vệ sinh tố nè, máy nghiền nát đồ ăn nè, nó cũng có bàn cưng ở trong này luôn. Và mình cũng có thể xay thịt trong này luôn. Và nó cũng có thay thế máy hấp nè, và nó cũng có thay thế những cái dụng cụ nhà bếp mà mình mỗi khi mà mình chế biến ra đó, mình sẽ bày ra rất là nhiều, nhưng mà chiếc máy này nó ở trong này hết, và mình chỉ có cần rửa 2-3 thứ thôi thì rất là tiện. Và nó cũng có cái function giống như nó cũng có thể connect to wifi, mình có thể vô trong wifi và connect với lại internet để mình search ở trong cái website Cookidoo thì các thực đơn của nó là đồ ăn tay. Nó hiện tại giờ nó cũng có đồ ăn Việt nhưng mà chỉ ít thôi chứ không có nhiều. Thì nếu mình muốn làm thì mình chỉ làm theo ý mình thôi, chứ mình không có đi theo cái thực đơn ở trong này. Thì nó rất là tiện, thì mình chỉ có tìm đồ ăn và mình đi theo cái quá trình của nó thì nó sẽ dạy cho mình. Thì nó rất là phù hợp cho những ai chưa biết nấu ăn, hay là mới bắt đầu nấu ăn, hay là không có tự tin về nấu ăn, thì cái chiếc máy này nó sẽ giúp cho người đó làm được món ăn rất là ngon và hài lòng. Cho nên Duyên cảm thấy Duyên rất là thích cái máy này luôn. Và nó cũng là một cái, và nó cũng có nhiều function lắm đó các bạn. Để cho Duyên dẹp gọn cái này đi ha, rồi xong rồi Duyên sẽ đi theo từng những cái function đôi với lại mọi người nhé. Ok, bây giờ Duyên đi qua những cái chức năng với mọi người nhé. Thì đây là cái thời gian. Thì cái thời gian này mình chỉ cần cái nút mà để cho mình control nó thì mình cứ bấm vậy, nó qua bên cái degree, và cái này là cái con dao. Thì đây là ba cái chức năng nó làm trong cái máy này. Thì đây là cái giờ, thì mình chỉnh giờ, thì mình chỉ có quay cái trụ này thôi. Thì bao nhiêu phút, cái này là nó có giây và phút, thì mình bấm bao nhiêu phút thì mình ấy, và sau đó mình sẽ coi mình muốn bao nhiêu độ. Thì cái này là tùy theo mình, ví dụ đi nhiều khi mình nấu trà đi, để mình nhiều khi những mấy cái trà green tea hay những mấy cái trà oolong á, thì nó cần cái nhiệt độ khoảng 60 hoặc là 80 degree thôi. Thì cái này mình cũng thể có chỉnh, mình có thể chỉnh cái này 70 degree và mình nấu, mình đổ nước trong này, mình nấu trong cái này, và tới khi mà nó tới cái 70 degree là nó sẽ ngưng. Và còn cái này là cái con dao. Thì cái con dao này nó giúp cho mình trộn đồ ăn, hoặc là mình xay nhuyễn đồ ăn. Thì cái mức mà để cho mình trộn thì là khoảng là số 5, còn cái mà xay nhuyễn là số 10. Thì nó có từ 1 cho tới 10. Thì ăn thua là do mọi người thôi, muốn làm cái gì. Thì đây là cái còn nếu mà trường hợp mà mọi người không có muốn dùng con dao để cắt đồ ăn hay là để xay nhuyễn, thì mọi người phải bấm vô cái này, thì nó sẽ thấy cái hình không, thì nó là cái quay ngược lại. Thì nó cái quay ngược lại thì nó không có cái độ bén và nó không có làm cho thức ăn bị cắt. Thì cái này là khi mà mình nấu, mình chỉ có trộn đồ ăn thôi. Yeah, thì đó. Và Duyên sẽ qua bên này. Thì cái này là cái website Cookidoo, mình sẽ
register với nó thì nó sẽ cho mình khoảng trên 50.000 thực đơn để cho mình follow theo để mình nấu, nhưng mà những cái thực đơn của nó là hầu như là toàn tiếng Anh không ạ. Và cái máy này nó cũng có những cái chế độ như sau. Thì đây là những cái function của nó. Thì đây là cái bàn cân, thì nó cân rất là chính xác luôn á. Thì Duyên thử nhé, 98 gram. Và cái này là để mình nhồi bột. Thì ăn thua là theo bạn, bạn muốn nhồi bột bao nhiêu. Thì đây là cái giờ. Ví dụ bạn muốn nhồi bột 5 phút thì nó sẽ nhồi cho bạn 5 phút. Và sau đó bạn chỉ bấm cái nút nhồi thôi. Ok. Và tiếp theo đó là, đây là cái turbo. Cái turbo này là cái mà để cho mình xay thịt. Mình chỉ cần bấm một cái thôi và nó xay, và mình bấm thêm cái nữa là mình xay. Thì theo cái thịt mình muốn nó bụng như thế nào thì mình chỉ cần bấm một lần, hai lần, ba. Nói chung là mình phải xem coi là, theo như được biết thì là mình cần bấm cái nút này 5 lần là mình có thể xay được cái thịt. Và còn đây là cái nút để cho mình rửa nó. Giống như sau khi mà mình nấu một cái gì đó và mình muốn nấu tiếp nữa thì mình chỉ cần đổ nước vô khoảng 1 lít và mình chỉ bấm start thôi, trong vòng 5 phút nó sẽ rửa cho mình. Và mình chỉ đi đổ rồi mình nấu tiếp tục. Này không? Mọi người thấy không, nó có cái chế độ nấu nước thì nó là 100 degree cái nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ này nó lên tới cái này nó lên tới 100 thôi. Đó, các bạn cứ chỉnh muốn 50, 70. Đó, thì có thể chỉnh rồi các bạn bấm cái function, cái chức năng của nó nấu thì nó nấu cho các bạn thôi. Thì sau khi mà nó tới cái độ đó là nó tự tắt. Đây là cái xay. Thì cái này mình có thể làm những mấy cái nước smoothie, hay là mình muốn xay những cái giống như là mình muốn xay làm pandan juice thì mình cũng thể bỏ cái lá pandan vô mình xay. Mình cứ bấm 30 giây và mình bấm cái này và nó xay cho mình rất là tiện luôn. Là cái slow cook này nó nấu. Thì mình muốn có một số đồ ăn mình muốn nấu slow cook, giống như là mình muốn hầm thuốc bắc, gà hầm thuốc bắc hay cái gì đó thì mình cũng có thể dùng cái chế độ này. Và tiếp tục cái chức năng là làm sous-vide. Thì hình như cái này là Duyên thấy là họ nấu, họ bỏ thịt vô trong cái một cái bao ni lông mà có thể chịu được nhiệt á, thì họ bỏ vô đây họ nấu và với một cái thời gian rất là lâu. Và cái temperature của nó rất là thấp, nhưng mà miếng thịt ra ăn rất là ngọt và rất là ngon. Fermentation, cái này là cái chức năng mình để cho mình ủ da ua nè. Ví dụ mình ủ da ua 8 tiếng thì mình set cái time 8 tiếng và mình muốn cái nhiệt độ của nó, nhiệt độ phòng của nó thì là 37 hoặc là 40 tùy mọi người. Và sau mình bấm cái này thôi và mình nó start time thì mình sẽ có mình thì đó 8 tiếng thì cái này là da ua. Hoặc là mình muốn gây lên men cho cái mình làm bánh mì đi, mình muốn gây lên men cho cái dough đó thì mình cũng hay xét và mình bỏ vô đây, vô trong cái aroma này nè, rồi xong rồi nó sẽ làm cho mình. Còn cái gì nữa đây ta? Cơm. Thì cái này là function cơm là bao nhiêu phút và mình bỏ vô mình nấu. Nhưng mà ăn thua cái gạo thì các bạn phải thử coi cái gạo của mình là loại nào. Có nhiều khi nó khô quá thì mình phải bỏ thêm nước. Thì theo cái kinh nghiệm nấu cơm thì mình mới biết được là mình sẽ nó phù hợp như thế nào. Thì coi như là cũng tùy mọi người và cũng tùy cái loại gạo nhé. Đây như cô thì Duyên đã đi qua xong cái cái này á, nó cũng có cái nhược điểm là nó chỉ có thể là hấp, luộc hoặc nấu thôi, nhưng mà nó không có cái chế độ nướng hoặc chiên. Tại vì á, mọi người thấy đó, nó cái nhiệt độ của nó đó, nó không có cao. Cái nhiệt độ của nó maximum là 120 thôi. Đó, 120 thôi.
Và cái varoma này á, là khi mà bạn giống như là muốn hấp thịt hay là hấp rau củ quả đó, thì mọi người phải bấm cái varoma này là điển thị cho là mình muốn hấp trên cái chảo này, thì mình phải bỏ cái nước 1 lít, hoặc là thời gian, nếu mà thời gian dài á, thì các bạn phải bỏ nước nhiều. Thì bác bạn ở đây và bác bạn chỉ có bấm varoma và giờ thôi, và lúc đó các bạn hấp thì nó sẽ đủ cái nhiệt độ lửa và sức nóng để nó làm chín những cái đồ ăn ở trên này. Thì cái này là cái mà varoma là cái mà nó mạnh nhất, cái lửa mạnh nhất. Còn đây là đó chỉ là 120 thôi, cho nên cái chiên và nướng nó không có tích hợp trong cái máy này. Thì mình chỉ có thể là chuẩn bị cái vật liệu trong cái máy này thôi, và sau đó mình sẽ phải dùng những cái lò ở ngoài để mình làm đó. Và cái nữa là cái em này nè, mình cũng có thể giống như là chuyển thể qua những cái nước khác nè, các bạn thấy không, nó có nước French nè, nó có nhiều, và nó cũng có tiếng Hoa nữa, nhưng mà rất tiếc luôn á mọi người, nó không có tiếng Việt, cho nên mình rất buồn, muốn mua cho mẹ mình, nhưng mà cái đó là nó không có tiếng Việt cho nên rất tiếc. Bây giờ Duyên sẽ, tại vì cái thời gian nó gấp rút á, nó không có thời gian, thì Duyên sẽ cùng mọi người làm một số thí nghiệm liền và nhanh gọn cho cái chiếc máy này nhé. Những máy cái chức năng nhanh ha, cho nó nhanh ha. Thì đây là Duyên có đường này là đường bình thường thôi, thì Duyên sẽ show cho mọi người. Duyên bỏ cái này vào đây. Ok, bây giờ Duyên đổ cái đường vô đây nhé. Duyên để coi cái bột nó ấy xuống ha, và Duyên sẽ múc ra coi nó nhuyễn như thế nào nhé. Thích quá. Wow, nó giống như bột luôn các bạn ơi. Nè, các bạn, Duyên show các bạn xem ha. Đây á là cái đường Duyên chưa có xay, còn đây á là cái đường Duyên xay khoảng có 3-4 giây thôi, thì nó chỉ có như là cát. Còn cái này á như là bột luôn á, mịn như là bột luôn, và Duyên xay là khoảng 25 giây, mà cái speed của nó là số 10, cho nên rất là mịn, Duyên rất là thích. So excited. And thì đó, thì đây là cái thí nghiệm nhanh của Duyên cho một cái xe. Ok, thì Duyên đã đi qua những cái chức năng với mọi người, thì nói chung là cái ưu và cái khuyết của cái máy này á, thì cũng tùy theo mọi người thôi. Thì mọi người cứ cân nhắc xem coi là mình dùng cái máy này cho việc gì, và mình sẽ làm cho cái gì. Vì cái máy này cái giá thành của nó cũng khá mắc, nó trị giá là 2.269 đô Úc, và Duyên thấy nó cũng đáng vì nó thay thế rất là dụng cụ trong nhà bếp. Nếu mà gom hết những cái dụng cụ mà mình Duyên đã nói trên á, thì Duyên cảm thấy nó cũng hơn cái số tiền đó rồi. Cho nên mình mong rằng những chia sẻ của mình sẽ cho mọi người được một cái khái niệm về chiếc máy này. Và mình mong rằng sắp tới đây mình sẽ dùng cái chiếc máy này để chia sẻ những cái thực đơn với mọi người. Ok, bây giờ mình xin ngưng tại đây, và xin hẹn các bạn kỳ tới. Và chúc mọi người được bình an và vui vẻ nhé.